Anh em đang trong quá trình cuốn gói. Anh em ơi, giơ tay chào khán giả cái nào. Thư ký, thư ký Phương đang bận làm. Toàn thấy thư ký Phương suốt ngày hớn hở, lúc nào nụ cười cũng luôn lở ở trên môi. Đây, bên em đang cuốn gói để cho chú về tận Thái Bình cơ, xa lắm. Xong, xúc kép thế là đã bị bốc mất, đã bị lên đường rồi. Vừa mới lôi ra dã chưa được mấy nhát đã bị bách lên đường rồi. Về tận Thái Bình các bác. Đây, và A Dây đây.